Dạ, kênh Lê Nguyễn mến chào quý bà con và các bạn nha. Hôm nay quay trở lại nhà vườn của anh Nhật, giao lưu phôi hoa giấy Mỹ nha bà con. Sau đây mời bà con và các bạn mình cùng giao lưu với nhà vườn luôn ạ. Rồi, chào anh Nhật. Rồi, chào anh Liêm, chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay đến với vườn mình có một số cây phôi hoa giấy Mỹ giao lưu giá rẻ và trước tiên mình đến với cặp thứ nhất. Mã số 1. Rồi, cây này có thông số hoành cổ là 23, sổ đế 31 và cao là 80. Rồi, tiếp theo là cây này có thông số hoành cổ là 26, sổ đế 27 và cao là 81. Rồi, cặp này mình xin vô lưu với các bạn là 500k, bao sống bao ship toàn quốc. Vườn bao sống bao ship luôn nha bà con. Rồi, mã số 1. Tiếp theo, mã số 2. Mã số 2 cũng gồm 2 cây luôn ha. Lên mã số 2. Rồi, cái này có thông số hoành cổ là 17, sổ đế 31 và cao là 68. Okay, tiếp theo là có hoành cổ là 19, sổ đế là 32 và cao là 80. Cặp này mình xin vô lưu với các bạn là 380k. 380 cho mã số 2, gồm 2 cây. Nhà vườn thì thông số đo sẵn rồi nha bà con. Tiếp theo, mã số 3. Sao là mã số 3? Gồm 1 cặp, 2 cây. Rồi, cây này có thông số hoành cổ là 16, sổ đế 25 và cao là 72. Cây tiếp theo. Cây này có hoành cổ là 16, sổ đế 25 và cao là 72. Rồi, cặp này mình xin giao lưu với các bạn là 320k. Mã số 3. Mã số 3. Mã số 4. Mã số 4 gồm 2 cây. Cây này tai cành nó còn rất là nhiều, chia đều từ dưới lên trên luôn. Rồi, cây này có thông số hoành cổ là 18, sổ đế 24 và cao là 92. Rồi, cây tiếp theo có hoành cổ là 17, sổ đế là 24 và cao là 94. Rồi, cặp này mình xin giao lưu với các bạn là 380k, bao sống bao ship toàn quốc, khi giao em chúc chậu bó các bạn. Mã số 4. Tiếp theo là mã số 5. Mã số 5. Một cặp 2 cây. Cây có cốt cao này bà con. Rồi, cây này có thông số hoành cổ là 20, sổ đế là 27, cao là 1m15. Rồi, đến cây tiếp theo. Cây tiếp theo có hoành cổ là 23, sổ đế 30 và cao là 1m2. Rồi, cặp này mình xin giao lưu với các bạn là 550k. Cặp số 5. Tiếp theo là cặp số 6. Rồi, cặp số 6. Cái này có thông số hoành cổ là 21, sổ đế 32 và cao là 59. Rồi, cây tiếp theo có hoành cổ là 21, sổ đế 32 và cao 59. Rồi, cặp này mình xin giao lưu với các bạn là 330k. 330. Mã số 6 gồm 2 cây. Tiếp
tiếp theo là mã số 7. Rồi, tôi đến mã số 7. Cây thứ nhất dáng trực. Cây thứ nhất có vành cổ là 17, sổ đế 25 và cao là 71. Rồi, cây tiếp theo. Cây tiếp theo có vành cổ là 15, sổ đế 23 và cao là 65. Rồi cặp này mình xin giao lưu các bạn là 300k, bao sóng bao ship toàn quốc, khi giao chút chậu các bạn ạ. Rồi, mã số 7. Tiếp theo chúng ta đến với mã số 8. Mã số 8, rồi hai cây đẹp nha. Cây nhất mã số 8. Cây này có thông số vành cổ là 29, sổ đế 26 và cao là 83. Hai cành đóng đều từ dưới lên trên. Rồi tới đến cây tiếp theo. Cây này có thông số vành cổ là 22, sổ đế là 29 và cao là 83. Rồi cặp này mình xin giao lưu với các bạn là 500k. 500k cho một cặp mã số 8. Rất là đẹp. Tiếp theo là mã số 9. Rồi ta đến với mã số 9. Cây thứ nhất. Rồi cây này có thông số vành cổ là 19, sổ đế là 33 và cao là 59. Đến cây tiếp theo. Cây này có thông số vành cổ là 20, sổ đế 33 và cao là 60. Rồi cặp này mình xin giao lưu với các bạn là 400k. 400k cho mã số 9, 2 cây, một cặp. Tiếp theo, mã số 10. Hai cây cũng na ná giống nhau. Mã số 10. Cây thứ nhất. Cây thứ nhất có vành cổ là 27, sổ đế 21 và cao là 50. Rồi cây tiếp theo. Cây tiếp theo có vành cổ là 22, sổ đế là 24 và cao là 48. Rồi cặp này mình xin giao lưu với các bạn là 250k. 250, 2 cây. Mã số 10. Tiếp theo là mã số 11. Rồi ta đến với cả mã số 11, cây thứ nhất. Rồi cây này có thông số vành cổ là 18, sổ đế 24 và cao là 54. Rồi đến cây tiếp theo. Rồi cây tiếp theo này có vành cổ là 16, sổ đế 23 và cao là 59. Rồi cặp này mình cũng xin vô lưu với các bạn là 300k, bao sóng bao ship toàn quốc, chúc khi giao chúc chậu quá bầu ạ. 300k cho mã số 11, cặp 2 cây. Tiếp theo, mã số 12. Đến mã số 12. Dáng trực. Cây thứ nhất. Rồi cây này có thông số vành cổ là 18, sổ đế 26 và cao là 65. Rồi ta đến cây tiếp theo. Cây tiếp theo này có vành cổ là 16, sổ đế 25 và cũng cao là 65. Rồi cặp này cũng giao lưu với các bạn là 300k. 300k cho một cặp 2 cây dáng trực rất là đẹp. Tiếp theo cặp 13. Rồi tôi đến với cặp thứ 13. Rồi cây này có thông số vành cổ là 21, sổ đế 24 và cao là 54. Rồi ta đến với cây tiếp theo. Rồi cây này có thông số vành cổ là 26, sổ đế 28 và cao 56. Rồi cặp này mình xin vô lưu với các bạn là 400k,
bao sóng bao ship toàn quốc. Cặp 13. Tiếp theo cặp 14. Hai cây. Không như cây lẻ mà. Cặp hết rồi. Rồi, đây là tiếp theo là cặp hết thì mình đến cái cây lẻ. Mã số 14. Mã số 14. Có một cây cây lẻ. Rồi cây này có thông số vành cổ là 26, sau đế 27 và cao là 1m. Cây này mình xin giao lưu các bạn là 380k. Mã số 15. Cây lẻ. Rồi cây này có thông số vành cổ 23, sau đế 27 và cao 82. Cây này mình xin giao lưu các bạn là 280k, bao sóng bao ship toàn quốc. Cây 16. Tôi đến 16. Cây này có thông số vành cổ là 22, sau đế 24 và cao là 1m. Rồi cây này mình xin giao lưu các bạn là 300k. Ta đến mã số 15. Cây 17. 17. 17. Rồi mã 17 rồi. Rồi cây này có thông số vành cổ là 24, sau đế 30 và cao là 85. Rồi cây thứ 17 này xin giao lưu các bạn là 280k. Tiếp theo cây mã số 18. Mã số 18. Rồi cây này có thông số vành cổ là 31, sau đế là 28 và cao là 1m. Cây này mình xin lưu các bạn là 420k, bao sóng bao ship toàn quốc. Tiếp theo cây mã số 19. Cây cũng có cái cốt cao. Cây 19. Rồi cây này có thông số vành cổ là 23, sau đế là 29 và cao là 1m1. Rồi cây này mình giao lưu các bạn là 350k. Tiếp theo cây mã số 20. Cây này khá là cao to. Mã số 20. Cây này có thông số vành cổ là 28, sau đế 32 và là cao 1m55. Rồi cây này mình xin giao lưu các bạn là 320k. Tiếp theo cây 21. Cây thứ 21. Rồi cây này có thông số vành cổ là 30, sau đế 32 và cao là 64. Rồi cây này mình sẽ lưu các bạn là 380k, bao sóng bao ship toàn quốc. Tôi đến combo. Rồi tôi đến bộ combo này gồm có 5 cây. Mã 22. Rồi cây thứ nhất này có vành cổ là 18, sau đế 24 và cao là 39. Lỗi các bạn, cao 59 ạ.
Rồi cây tiếp theo. Rồi cây tiếp theo có vành cổ là 14, số đế 32 và cao 62. Rồi cặp này mình xin giao lưu với các bạn là 400k. Combo. Combo các bạn. Combo là còn thêm combo này lộn. Combo này 450k 5 cây. 5 cây. Còn thêm 3 cây nữa. Rồi phải đến 2 cây tiếp theo. Rồi cây thứ 3 này có thông số vành cổ 15, số đế 27 và cao 58. Rồi cây thứ 4. Cây này có thông số vành cổ 15, số đế 29 và cao là 36. Rồi, đến cây cuối cùng của combo. Rồi bộ combo 5 cây thì mình xin giao lưu các bạn là 450k. Rồi. Rồi combo này là combo cuối cùng của clip em hôm nay.